Chào cả lớp. Trong phần trước, chúng ta đã học về quy trình chung để thu thập dữ liệu và biết phải làm gì nếu sử dụng dữ liệu thứ cấp. Trong phần này, chúng ta sẽ đi vào bước đầu tiên trong quy trình thu thập dữ liệu sơ cấp, đó là định nghĩa biến và xác định thang đo. Trước khi tiến hành thu thập dữ liệu, chúng ta cần phải định nghĩa các biến dùng để đo lường. Vậy, một biến là gì? Đó là một đại lượng dùng để hàm chứa các biểu hiện của một đặc trưng nào đó của đối tượng khảo sát. Ví dụ, ta có giả thuyết như sau: có sự khác nhau về điểm giữa nam và nữ sinh viên K42. Để chứng minh giả thuyết này, ta cần biết về hai đặc trưng của đối tượng khảo sát, đó là điểm số và giới tính. Ta cần thiết lập một biến đặt tên là điểm và một biến đặt tên là giới tính để hàm chứa các biểu hiện của các đặc trưng tương ứng của đối tượng khảo sát. Biến điểm chứa các biểu hiện của đặc trưng điểm. Các biểu hiện này có thể là điểm số hoặc điểm chữ của đối tượng khảo sát. Biến giới tính hàm chứa thông tin về giới tính của đối tượng khảo sát. Trong ví dụ tiếp theo, ta có giả thuyết là thái độ của đội ngũ nhân viên có tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ XYZ của công ty ABC. Để chứng minh giả thuyết trên, ta cần thông tin về hai đặc trưng là thái độ của nhân viên và sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ. Như vậy, ta cần phải tạo ra hai biến đặt tên là thái độ của nhân viên và sự hài lòng của khách hàng để hàm chứa các biểu hiện của hai đặc trưng tương ứng. Với một số các biến, ta có thể tiến hành khảo sát các biểu hiện một cách dễ dàng và khá chính xác vì biến được định nghĩa rõ ràng. Trong ví dụ 1, các biểu hiện của biến điểm là số điểm trung bình mà sinh viên tích lũy được và ta có thể đo lường một cách dễ dàng và nhất quán. Tuy nhiên, một số khái niệm lại có tính chất trừu tượng và tổng quát, khiến ta rất khó xác định các biểu hiện có liên quan, theo đó là khó đo lường một cách nhất quán. Ví dụ như các khái niệm thái độ hay sự hài lòng. Muốn nghiên cứu định lượng, ta phải tìm cách đo lường các biến này. Một phương pháp mà thầy giới thiệu các bạn đó là chúng ta cụ thể hóa các biến đo lường. Chúng ta tiến hành 3 bước. Bước thứ nhất, chúng ta phân tách khái niệm trừu tượng thành các phương diện và các thành tố mà nó bao hàm. Bước thứ hai, ta tiến hành đo lường từng thành tố. Bước thứ ba, chúng ta sẽ tổng hợp kết quả bằng một phương pháp thống kê để cho số đo của khái niệm ban đầu. Theo phương pháp đo lường này thì hầu như tất cả các nghiên cứu đều có thể được thực hiện bằng phương pháp định lượng. Trong ví dụ 2, ta thấy khái niệm sự hài lòng của khách hàng là một khái niệm trừu tượng và khá tổng quát. Theo phương pháp vừa mô tả, ta có thể phân tách khái niệm sự hài lòng trên thành nhiều phương diện cụ thể. Ví dụ, sự hài lòng về dịch vụ, sự sẵn lòng tiếp tục sử dụng dịch vụ và sự sẵn lòng giới thiệu dịch vụ cho người khác. Phương diện sự hài lòng với dịch vụ vẫn còn là một khái niệm khá tổng quát. Ta có thể cụ thể hóa nó bằng cách phân tách thêm khái niệm này thành các thành tố cấu thành. Ví dụ, như sự hài lòng về cơ sở vật chất, sự hài lòng về giá cả, sự hài lòng về thái độ của nhân viên giao dịch, vân vân. Sau khi đã cụ thể hóa các đặc trưng cần đo lường, ta lập các biến tương ứng để tiến hành đo lường. Ví dụ, ta lập biến hài lòng về cơ sở vật chất để hàm chứa số đo về sự hài lòng của khách hàng về cơ sở vật chất. Sau khi đo lường tất cả các thành tố tạo nên khái niệm, ta sẽ tổng hợp số đo của các thành tố này bằng một kỹ thuật thống kê để có được một số đo phản ánh được khái niệm sự hài lòng của khách hàng một cách nhất quán. Các kỹ thuật này nằm ngoài phạm vi chương trình. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể tham khảo các sách thống kê chuyên sâu như giới thiệu ở trong phần tài liệu tham khảo của môn học. Sau khi xác định được các biến đo lường, bước tiếp theo là ta xác định thang đo, tức là cách thức gán các con số cho các biến này. Có 4 loại thang đo: thang đo định danh, thang đo thứ bậc, thang đo khoảng và thang đo tỷ lệ. Thang đo thứ nhất là thang đo định danh. Loại thang đo này gán các con số cho các biểu hiện của biến. Các con số ở đây
chỉ có tính quy ước, không có ý nghĩa định lượng. Thầy lấy một ví dụ, biến đo lường của chúng ta ở đây là nghề nghiệp. Có 4 biểu hiện: làm ở cơ quan nhà nước, làm trong trường đại học hay viện nghiên cứu, làm trong doanh nghiệp và làm ở các cơ quan khác. Ở đây, chúng ta dùng thang đo định danh để gán các con số 1, 2, 3, 4 cho các biểu hiện này. Các số đo 1, 2, 3, 4 chỉ có tính cách đặt tên hay định danh nhằm phân biệt các biểu hiện của biến nghề nghiệp. Ngoài ra, không mang thêm ý nghĩa nào khác. Tương tự trong ví dụ 4, các số đo 1, 2, 3, 4 chỉ dùng để mã hóa các biểu hiện của biến tình trạng hôn nhân, không có ý nghĩa về đo lường. Loại thang đo thứ hai là thang đo thứ bậc. Đây là trường hợp đặc biệt của thang đo định danh khi các biểu hiện có mang tính hơn kém. Số đo không chỉ dùng để định danh mà còn dùng để sắp xếp thứ tự hơn kém của các biểu hiện, nhưng không cho biết khoảng cách của sự hơn kém này. Trong ví dụ 5, biến đo lường của chúng ta là thứ tự quan tâm. Các biểu hiện có tính chất hơn kém nên ta có thể dùng thang đo thứ bậc. Các con số ở đây ngoài việc làm đại diện cho các biểu hiện, còn thể hiện trật tự hơn kém của các biểu hiện đó. Trong ví dụ, ta thấy số 1 làm đại diện cho biểu hiện quan tâm nhất, số 2 làm đại diện cho biểu hiện quan tâm thứ nhì. Tuy nhiên, nếu xét về độ lớn của con số thì số 2 lại lớn hơn số 1. Ở đây có mâu thuẫn gì hay không? Câu trả lời là không. Các số đo có giá trị lớn hơn không có nghĩa là bậc cao hơn. Các số đo có giá trị nhỏ hơn không nhất thiết là có bậc thấp hơn. Mà cao hay thấp ở đây là do người sử dụng quy ước. Thang đo thứ ba là thang đo khoảng. Đây là một dạng đặc biệt của thang đo thứ bậc vì số đo của thang đo này không chỉ cho biết thứ bậc hơn kém mà còn cho biết thông tin về khoảng cách giữa các thứ bậc. Trong đó, khoảng cách giữa các thứ bậc được coi là đều nhau. Một ví dụ về thang đo khoảng là thang đo Likert. Thang đo này thường được dùng để đo lường thái độ với 5 hoặc 7 biểu hiện, thể hiện mức độ đồng ý của đối tượng khảo sát về một phát biểu nào đó. Lưu ý, về mặt lý thuyết, thang Likert là thang đo thứ bậc. Tuy nhiên, nếu số đo là từ 5 điểm trở lên, thì kết quả kiểm định thực tiễn cho thấy thang đo Likert có tính năng như thang đo khoảng. Thống kê hiện đại, xem thang Likert hoặc các thang đo dạng tương tự Likert là thang đo khoảng. Cuối cùng là thang đo tỷ lệ. Thang đo này gán các con số cho các biểu hiện của biến với đầy đủ các đặc tính của một con số. Ví dụ, ta có thể dùng thang đo tỷ lệ để đo lường tuổi. Một người 60 tuổi không chỉ có nghĩa là già hơn 30 tuổi, mà còn có nghĩa là người 60 tuổi già gấp 2 lần người 30 tuổi. Tổng hợp lại, sau khi ta định nghĩa các biến, ta phải xác định thang đo phù hợp. Các biến dùng thang đo định danh và thứ bậc được gọi là biến định tính. Các biến dùng thang đo khoảng cách và tỷ lệ được gọi là biến định lượng. Việc xác định thang đo phù hợp theo đó là tính chất của các biến là rất quan trọng vì nó quyết định kỹ thuật thống kê được sử dụng và cách giải thích ý nghĩa của các kết quả phân tích. Các bạn lưu ý là dữ liệu thu thập được là định tính hay định lượng không tùy thuộc vào biến sử dụng để thu thập mà tùy thuộc vào thang đo mà bạn sử dụng. Sử dụng loại thang đo nào lại tùy thuộc vào việc bạn muốn sử dụng dữ liệu điều tra vào việc gì. Ví dụ, nếu bạn muốn biết tuổi đời bình quân, thang đo tỷ lệ sẽ là phù hợp. Theo đó, biến tuổi là biến định lượng. Nếu bạn muốn biết bao nhiêu phần trăm quan sát rơi vào các khung độ tuổi, bạn nên dùng thang đo định danh hoặc thứ bậc. Lúc này, biến tuổi lại là biến định tính. Một biến có thể biến từ biến định lượng sang biến định tính nếu ta thay đổi thang đo. Trong ví dụ trên, biến tuổi được đo bằng thang đo tỷ lệ nên gọi là biến định lượng. Tuy nhiên, cùng một biến tuổi như trên,
Nếu ta mã hóa các biểu hiện thành các nhóm tuổi và gán giá trị là số 1 tương ứng với nhóm dưới 25 tuổi, số 2 là nhóm từ 25 tới 35 tuổi và số 3 tương ứng với nhóm trên 35 tuổi. Thang đo ở đây là thang đo thứ bậc và biến tuổi ở đây là biến định tính. Quay lại bài tập ban đầu của chúng ta, ta xác định hai biến cần đo lường là điểm và giới tính. Điểm trung bình tích lũy của sinh viên được cho từ 0 đến 10 với đầy đủ tính chất của một con số, nên ta có thể đo bằng thang tỷ lệ. Giới tính có hai biểu hiện, nam và nữ, và không có ý nghĩa hơn kém, nên ta đo lường bằng thang đo định danh với số 0 là nữ và số 1 là nam. Ứng dụng các kiến thức vừa học, các bạn hãy lập một bảng trong đó trình bày các biến, thang đo tương ứng và cách mã hóa nếu cần cho các biến trong đề tài nghiên cứu của bạn.